Báo cáo với các bác, hôm nay em giới thiệu cái mẫu lồng này, gọi là mẫu lồng yểm mạ kẽm này. Em ghép một vài cái cho các bạn có thể là lấy. Thì về cơ bản thì em giới thiệu sơ bộ là cái cách ghép của nó đơn giản. Phụ kiện của nó bao gồm thân này, đáy này và đỉnh này, rồi móc treo này, ốc này và hai cái máng, rồi cầu bậu và cái này nó gọi là khay hứng phân. Đấy, thì kênh Chim Cú Gáy Hay sẽ chia sẻ cho các bạn này, để các bạn nào mà mua chim mà chưa có lồng thì đặt, thì mình sẽ chuyển cả cái lồng này luôn. Đấy, về các bạn sẵn nuôi, và các bạn lấy buôn thì lấy cả thùng là 15 cái. Thực ra là mình cũng sẽ tạo điều kiện luôn. Đấy, các bạn có thể xem qua cái thông tin của kênh Chim Cú Gáy Hay ở trên đây. Và đây mình xin review lại cái giới thiệu sơ bộ cái cách ráp của nó đơn giản thôi. Chắc là nhiều bạn cũng biết rồi, nhưng mà mình vẫn cứ làm để cho nó đủ 10 phút trên video và để cho các bạn hiểu thêm. Đó. Ráp cái đáy này vào. Trước khi ráp cái đáy thì các bạn lấy một cái phên thân này. Đây. Cái phên thân của nó như thế này. Các bạn quay như thế này. Tạo thành một cái lồng. Đấy. Quay này. Đây là phần cửa. Đấy. Thì các bạn để theo cái chiều. Đây là cái phần phên đáy. Đây là phần máy. Thì các bạn để cái phần vách ngăn này này, giữa này, nó đâm vào cái phần mặt cửa. Đây. Đây. 1 2 3. Còn cái này là 1 2 3 rất nhiều. Thì ba cái phần này là đâm về đằng phần cửa. Đấy. Các bạn nhìn nhá. Thì bên mình có những cái kìm này mình sẽ kẹp cái kìm này cho nó khỏi rơi cái đáy ra. Trong trường hợp rơi lồng thì mình sẽ clip vào đây. Đó. Mình cũng sẽ clip vào đây. Như vậy là cái lồng nó sẽ rất là chắc chắn. Nếu được nữa thì các bạn nghĩ thế này nữa vào. Nhà mình rất nhiều những cái đạn này. Mình cứ lấy cả thùng luôn. Dùng dần. Các bạn không có cái này thì các bạn dùng dây thép các bạn buộc vào để cho nó chắc chắn. Đấy. Như vậy là cái phần đáy là xong. Sau khi phần đáy xong thì các bạn lắp cầu và hai cầu. Cầu đây.
Đấy. Sau khi trồng cái cống thì các bạn lắp cái phần đây là cái phần móc treo, đây là cái phần đỉnh thì có hai con ốc này, các bạn xoáy ra, các bạn xoáy vào. Sau đây là các bạn lấy con ốc này, các bạn xoáy ở dưới cho nó khỏi rơi. Nếu các bạn có cái lông đen nào, các bạn đệm vào đây càng tốt, đen vào thì tốt hơn, nó sẽ có cái phần không bị tuột ốc. Cái này đến cái công đoạn này, các bạn lên lấy cái kìm, đây thì mình không có sẵn kìm thì mình lấy tạm cái cặp này, mình sẽ xoay một vài gen hoặc là mình có thể xoay sau. Bây giờ mình sẽ, để tiết kiệm thời gian video, mình sẽ lắp cái này vào. Lắp phần này khá là đơn giản, các bạn quan sát đây, có cái nó có cái móc ở phần bốn mặt này này, mặt có cái cống này, có hai cái móc bên này cũng, mặt cái cống này có hai cái móc, thì các bạn nên đeo cái này sang bên sườn đây. Đấy. Đây cho nó cái phần này là làm sau. Đấy. Rồi các bạn. Bên này dùng úp nó vào. Rồi. Sau khi úp vào rồi thì các bạn móc cái này lên. Đây bên này nó có một cái móc ở đây nữa này. Các bạn cài nó lên là xong. Các bạn lấy một cái này, để mình lấy cái theo nguyên tắc đòn bẩy các bạn nhé. Bạn có thể lấy cái gì nó mỏng mỏng. Đây mình lấy tạm con dao. Các bạn không lên làm theo cái mục này, có thể là đứt tay. Lấy cái gì đấy nó dễ bẩy. Mình được một bên rồi, vào cái mất phần bên này rồi này. Đó. Rồi bên này vậy thôi, mình lấy ngay cái móc này mình làm được. Có nhiều cách mà các bạn. Cái này đúng ra nó phải có một cái ở đây, lấy cái phần khớp cái con ốc này móc lên này. Xin lỗi các bạn, cái này các bạn nên tự có cái ý tưởng của bạn làm sao cho nó vào các cách dễ nhất nhé. Sau khi nó vào rồi thì nó tạo thành một cái lồng như thế này. Đấy, bởi vì mình cũng không chuẩn bị cái này, lấy cái tô vít này, cái tô vít có hai cạnh là hợp lý nhất các bạn nhé. Ở cái bước cuối cùng ấy là xin phép các bạn là mình cũng không nghĩ là nó đó. Thì các bạn siết lấy cái kìm, các bạn siết cái ốc này, sau khi siết xong thì các bạn cố định cái này vào cho mình, nó không rơi ra. Đó.
Như vậy là mình đã xong, mình đã xong cái phần một cái lồng rồi. Chia sẻ với các bạn là như vậy. Như vậy là như thế là đã xong. Số điện thoại để các bạn đặt mua cái lồng này cũng như là chuyển theo chim, hoặc là các bạn mua cả hộp thì các bạn đó, thì về đây mình sẽ lấy cái khay, cái khay hướng phân. Đấy. Mình sẽ luồn nó vào. Đây là một trọn bộ một cái. Thì các bạn thấy là cũng khá là đẹp. Đấy, khá là tiện. Đó, móc đây. Đó, móc. Móc treo đây. Các bạn nhớ là siết chặt cái này vào cho mình và khớ và gíp cái sắt vào cái đây. Cái hai cái chốt này là hai cái chốt móc vào cuối cùng nhé. Tự nó khóa nhau mà. Còn hai cái chốt này là các bạn cài vào trước. Thì cái cửa này nó ưu điểm là nó ở cửa rơi. Đấy, nó không quên cửa lồng được. Cứ buông rút tay vào, to tay vào buông ra tự rơi xuống là không có cái trường hợp bị sổng chim. Cái hay cái khay hướng phân này các bạn vệ sinh rất là tiện. Nó như một cái ngăn kéo. Đấy. Như một ngăn kéo luôn. Và cái thể diện tích của cái lồng này là cái song này nó rất là nhỏ. Mình thấy là chuột không thể vào để cắn chim được. Chuột rắn là dần như khó, mèo bắt rất là khó. Cái thứ ba là nó bằng mạ kẽm, mạ inox như này là mình thấy là nó khá là chắc chắn, sáng sủa, thanh nhã, đẹp đẽ, gọn nhẽ. Cái tiếp theo là cái phần cho ăn này. Đấy, các bạn thấy không? Kéo lên. Đưa cái này ra. Cho nước vào, cho thức ăn vào. Gập cái này lên, đút vào cái là xong. Đấy, bên này vậy. Đấy. Nó cái công tác chăm sóc cho ăn cho uống là cũng rất là tiện. Đấy. Công tác cho ăn cho uống rất là tiện, và công cái việc mình chơi cho đó. Thì khi chúng ta đưa vào con chim mà cảm thấy nghe nó rất là cân bằng. Rất là cân bằng luôn. Đó, thì mỗi một thùng này là 15 chiếc các bạn nhé. Mỗi một thùng là 15 chiếc. Đều nhau chăn chắn, và các bạn về các bạn tự ráp rất là nhanh. Để mỗi một cái thùng, mỗi một cái lồng này các bạn ráp chỉ mất mấy phút thôi. Có lẽ bạn nào ráp nhanh thì 1 phút một cái. Đấy. Chuẩn bị thì mình cũng làm sơ bộ là như vậy. Đó. Đấy, hy vọng rằng là các bạn sẽ đăng ký kênh của mình. Mình chia sẻ cái video này nó cũng không được cụ thể hơn nữa, nhưng mà đại khái để cho các bạn hiểu và hình dung, và các bạn hiểu về cái mẫu lồng đó. Thì với cái trang trại của mình thì các bạn thấy là mình cũng rất là đam mê, và từ đó là mình đã nghiên cứu ra những cái thông điệp của mình đây. Và trên kênh của mình cũng luôn luôn có lại để lại cái thông tin đấy. Thì hy vọng là các bạn sẽ alo cho mình. À, từ những cái việc tư vấn kỹ thuật đến những cái vấn đề trên cái việc đam mê cái kênh chim cô gái hay của mình. Đó. Alo.
giáo gợi cô. Cô. Vâng, tôi thấy thế cô ạ. Vâng. Cho tắm nắng. Như vậy là một chú chim đã được đứng vào cầu và nuôi theo đúng hình thức như này. Thì các bạn có thể treo vào tường hoặc treo móc trên dây các bạn nhé. Mọi thông tin chi tiết các bạn liên hệ trên cái kênh Chim Cung Gáy Hay. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.